Minh Quốc xin chào. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu cho các bạn cách để chúng ta có thể nhận biết được và phân biệt được đâu là phiên bản 125 phân khối và phiên bản 150 phân khối đối với dòng Vespa Spring. Thì về nhìn chung, về thiết kế tổng thể, các bạn thấy cả hai phiên bản đều giống nhau về màu sắc cũng như là về phiên bản, nó đều là phiên bản S. Tuy nhiên nó có những điểm khác biệt cơ bản mà chúng ta rất dễ dàng nhận biết. Điểm đầu tiên là nằm ở vị trí cốp trước của xe. Thì ở đây nó sẽ có một cái tem dán ở đây, các bạn thấy. Đây, đối với phiên bản 150 nó sẽ có tem là S150. Đó là đại diện cho phiên bản 150 phân khối. Rồi, đối với phiên bản 125 phân khối thì tem của nó sẽ là S125. Đây, đây là đại diện cho dòng phiên bản 125 phân khối. Rồi, điểm khác biệt thứ hai là nằm ở vị trí số khung xe. Thì cái điểm này tương đối là chính xác. Bởi vì mỗi xe và mỗi một cái phiên bản nó đều có một số khung riêng biệt hết. Đây, ở đây là bạn thấy là RB8M82514. Đây là số khung của dòng 125 phân khối. Đối với phiên bản 150 phân khối thì số khung nó sẽ khác biệt. Các bạn thấy đây, RB8M82221. Đây là số khung của dòng phiên bản 150 phân khối. Rồi, điểm thứ hai, điểm thứ ba nó nằm ở số ghi trên cái co của lọc gió. Thì đây các bạn thấy là số 28 này là đại diện cho cái động cơ 150, phiên bản 150 phân khối. Bởi vì cái thể tích làm việc của 150 nó lớn hơn thì số liệu nó sẽ lớn hơn đối với dòng 125. Rồi, đối với dòng 125 phân khối thì ở đây cái số nó sẽ nằm ở đây. Đây, các bạn thấy rõ ràng là cái số liệu của số thông số của 125 nó sẽ nhỏ hơn là 26. Bởi vì cái thể tích làm việc của 125 nó chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn 150. Bởi vì cái số cái đường kính của cái ống này nó làm sẽ làm nhỏ hơn. Rồi, đó là những điểm mà cơ bản mà các bạn có thể là dễ dàng quan sát và dễ dàng nhận biết và phân biệt được giữa hai cái phiên bản 125 và 150. Thì để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại của mình là Vespa Cần Thơ, được gắn ở bên phía bạn bên phải của màn hình các bạn, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp một trong hai showroom. Thứ nhất là ở số 109 đường Cách mạng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điểm thứ hai, showroom thứ hai đó là số 163/165 Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì đến đây thì nhân viên sẽ tư vấn cho bạn một cách các bạn chi tiết hơn. Thì cũng xin cảm ơn các bạn đã dành 10 phút để theo dõi hết video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.